Hoài Đức và Kim Trúc kính chào quý vị. Lại một tuần lễ nữa đã trôi qua và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị, những khán giả của chương trình tạp chí văn hóa du lịch. Những thông tin thú vị nào sẽ được giới thiệu đến quý vị trong chương trình tuần này? Ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng điểm qua nhé. Trải nghiệm bắn nỏ thần tại khu di tích Cổ Loa, cơ hội chiêm ngưỡng những giá trị lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3 tới, với chủ đề Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới. Cuối chương trình, mời quý vị cùng ngắm nhìn những vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của Gành đá Nam Ô trong mùa rêu xanh. Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi hoàn thành báo cáo tóm tắt di sản địa đạo Củ Chi và chuyển đến Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để trình UNESCO ghi danh nơi này là di sản thế giới. Trong giai đoạn tiếp theo, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch triển khai các giai đoạn tiếp theo, dự kiến đến năm 2027 sẽ hoàn thiện hồ sơ. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng UNESCO Việt Nam phối hợp với Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức bảo tồn các giá trị di sản văn hóa Phật giáo cho chư tôn Đức Tăng Ni, chức sắc, chức việc và trụ trì các cơ sở tôn giáo Phật giáo. Hoạt động này nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới. Khóa tập huấn với sự tham gia của chư tôn Đức Tăng Ni giáo phẩm, trụ trì các cơ sở tự viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động cần thiết và ý nghĩa đối với việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống trong đời sống đương đại. Qua đó góp phần trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và thống nhất hành động của các chức sắc Phật giáo, trụ trì các cơ sở tôn giáo, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo và Phật tử nói riêng, mọi người dân nói chung về việc bảo tồn, phát huy và lưu truyền các giá trị di sản văn hóa Phật giáo, gồm cả di sản vật thể và phi vật thể, là kết tinh có chọn lọc của nền văn hóa dân tộc Việt Nam đến với các thế hệ mai sau. Việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo thể hiện đúng tinh thần Phật giáo Việt Nam, luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của giá trị văn hóa Phật giáo, giá trị đạo đức Phật giáo, làm nền tảng cho xã hội trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3 tới đây, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1775 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, 248-2023. Sự kiện sẽ diễn ra tại khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu, xã Triều Lộc, huyện Hậu Lộc, với các nghi thức dân hương, rước kiệu, công bố danh hiệu và khai hội Đền Bà Triệu năm 2023. Thưa quý vị, thay vì trưng bày hiện vật lịch sử để du khách và những em học sinh tới tham quan chiêm ngưỡng những giá trị lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc, thì tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa đã thay đổi việc trưng bày truyền thống bằng việc tái hiện lại truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương bằng trường bắn để du khách trải nghiệm trò chơi bắn nỏ. Điều này khiến cho cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh tới tham quan rất thích thú. Đây là trường bắn Ngự Xạ Đài được tái hiện để khách du lịch có thể tham gia trò chơi bắn nỏ. Tương truyền, Ngự Xạ Đài chính là nơi vị vua đầu tiên của nước Âu Lạc là An Dương Vương ngồi xem binh lính luyện tập. Thế nên, khi có mặt tại đây, được khoác lên mình những bộ quần áo quá thân thành các binh sĩ của thời An Dương Vương và tham gia bắn nỏ, khiến các em học sinh rất thích thú. Nổi tiếng với lại nỏ thần của đức vua An Dương Vương, và con cảm thấy vô cùng tự hào khi được tham gia trải nghiệm hoạt động bắn nỏ. Con cũng cảm thấy rất là thú vị tại vì nó bắn rất mạnh và có thể đi rất nhanh ạ. Cái bắn nỏ là một cái môn thể thao có đặc thù riêng của nó, và nó không những cần là cái sức bền, sự dẻo dai mà nó còn cần cả sự kiên nhẫn và cái sự tỉnh táo vững vàng về mặt tâm lý nữa ạ. Mặc dù cả nỏ và mũi tên đều được thiết kế khá đơn giản, chỉ đáp ứng được một phần nào các truyền thuyết của lịch sử, thế nhưng những bài học của lịch sử dường như dễ ngắm hơn qua những giờ phút vừa học vừa chơi như thế này. Qua cái quá trình 2 năm thì chúng tôi nghiên cứu dựa trên cái lịch sử của khu di tích Cổ Loa, những cái câu chuyện về nỏ thần rồi địa điểm về Ngự Xạ Đài. Thì chúng tôi xây dựng thành một cái trường bắn tại cái khu trải nghiệm này. Đặc biệt là với cái chương trình này thì là sẽ mang lại tiếng cười, niềm vui cho học sinh và du khách. Cũng như là qua cái này thì nó sẽ làm mang gieo được cái niềm yêu di sản. Đó là nó gắn với cả một cái thời kỳ đầu tiên, thời kỳ dựng nước, nhà nước Âu Lạc. Học lịch sử như thế nào luôn là vấn đề mà các cấp quản lý, các nhà làm giáo dục cũng như cộng đồng quan tâm suy nghĩ. Nếu ngày càng nhiều các hoạt động trải nghiệm thực tế như trò chơi bắn nỏ tại Cổ Loa được thiết kế phục dựng và gắn vào đó những câu chuyện lịch sử của dân tộc, thì chắc chắn môn lịch sử sẽ trở nên hứng thú và là niềm yêu thích đối với học sinh. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống Nghinh Ông ở Vũng Tàu. Lễ hội truyền thống Nghinh Ông ở Vũng Tàu là một trong những lễ hội lâu đời được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 âm lịch hàng năm. Lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của nhân dân thành phố biển nhằm thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn đến cá ông, vị thần hộ mệnh của ngư dân Vũng Tàu nói riêng và các tỉnh miền biển nói chung. Thông qua lễ hội, ngư dân còn cầu xin sự bình an mỗi chuyến ra khơi, thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa và một cuộc sống ấm no. Thưa quý vị, lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 cho đến ngày 5 tháng 3 tới đây với nhiều hoạt động sôi nổi. Đây là dịp để huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng du lịch của địa phương đến với du khách. Theo đó, dự kiến lễ khai mạc lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 4 tháng 3 tại quảng trường Na Hang. Tại buổi lễ sẽ công bố kỷ lục Guinness Việt Nam, tuyến đường qua lê dài nhất Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ hội dự kiến sẽ diễn ra nhiều sự kiện bên lề như liên quan các câu lạc bộ dân chủ mở rộng, Festival chè sang tuyết Na Hang, giải marathon năm 2023, thi theo khăn, vẽ sáp ong trên trang phục người giao tiền. Lễ hội được tổ chức nhằm thu hút đón tiếp du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, du lịch, quảng bá tiềm năng thế mạnh về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Đồng thời kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp, hàng hóa của địa phương. Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, ông Nguyễn Thế Hồng, nhà sưu tập tư nhân ở Bắc Ninh, chi 6,1 triệu euro, tương đương với hơn 153 tỷ đồng để đàm phán và hồi hương ấn vàng Quang đế Chi Bảo, dưới sự bảo trợ của chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam. Hợp đồng mua ấn được ký với nhà đấu giá Millon hôm 13 tháng 1 tại Pháp. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục để đưa cổ vật hồi hương, dự kiến vào cuối tháng 4, đảm bảo quy định pháp luật của hai nước. Theo cuốn Khâm định Đại Nam Hội điển Sự lệ, ấn được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của Triều Nguyễn như lễ khánh tiết, ban ân, xá tội, đi tuần thú các địa phương, sắc thư ban cho nước ngoài. Đại diện Bộ Văn hóa khẳng định, Quang đế Chi Bảo là ấn vàng lớn, đẹp, quý và quan trọng nhất của Dương Triều Nguyễn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi, Bến Tre, nhà cách mạng suốt đời vì dân vì nước, một người cộng sản kiên trung, tỉnh Bến Tre tuần qua đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Người vẽ cờ giải phóng. Chương trình nghệ thuật diễn ra gồm có 3 chương gồm giữa hai mùa kháng chiến, tiến theo cờ giải phóng, soi bóng tiền nhân do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình đã khái quát và tạo những ấn tượng sâu sắc trong lòng quần chúng nhân dân về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, một tấm gương trí thức tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua đó bày tỏ tình cảm, lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước. Trong đó có sự đóng góp to lớn của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi, Bến Tre. Còn tại tỉnh Nghệ An, chính quyền và nhân dân thị xã Hoàng Mai đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Đền Cờn và khai trương du lịch thị xã Hoàng Mai 2023. Lễ hội Đền Cờn diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng Giêng âm lịch hàng năm với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa làng biển. Nhắc đến 4 ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ, người xưa vẫn lưu truyền câu nói nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng. Trong đó, đền Cờn được xếp vào vị trí số 1 bởi vẻ đẹp và sự linh thiêng. Ngoài ra, Đền Cờn còn được biết đến với phong cảnh non nước hữu tình, mê đắm lòng người. Lễ hội Đền Cờn 2023, ngoài phần lễ, còn có các hoạt động vui hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch và giới thiệu nét đẹp văn hóa của quê hương, con người Hoàng Mai với đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 10 cho đến ngày 14 tháng 3 tới, với chủ đề Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới. Sau 7 lần tổ chức, lễ hội năm nay sẽ có nhiều điểm mới, với quy mô lớn hơn, phong cách hiện đại theo xu hướng hội nhập quốc tế. Ngoài hoạt động thương mại giới thiệu quảng bá thương hiệu chất lượng cà phê Buôn Ma Thuột, thông qua 18 hoạt động chính thức và một số hoạt động hưởng ứng, lễ hội cũng sẽ giới thiệu tới du khách những nét văn hóa đặc trưng của địa phương như lễ hội đường phố, hội voi Buôn Đôn, hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, các tour du lịch trải nghiệm. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 cũng nhằm từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên trường quốc tế, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê, đồng thời giới thiệu hình ảnh tiềm năng thế mạnh du lịch, xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chế biến cà phê và các sản phẩm nông nghiệp khác. Thưa quý vị, vì sức khỏe cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của những người yêu yoga trên toàn quốc, đồng thời đưa bộ môn này đến gần hơn với mọi người. Với ý nghĩa đó, chương trình Ngôi sao Yoga Festival Yoga mùa xuân 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3 tới đây tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Tất cả những người có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, có niềm đam mê và yêu thích bộ môn yoga đều có thể đăng ký tham gia. Chỉ sau một ngày phát động, chương trình đã thu hút hơn 600 người đăng ký và sẽ tiếp tục nhận thêm số lượng người tham gia. Điểm nhấn của festival là màn đồng diễn của tất cả các vận động viên, huấn luyện viên tham gia và cuộc thi tranh cúp ngôi sao yoga sống khỏe. Ban tổ chức sẽ tìm kiếm tài năng và trao giải với 3 tiêu chí là năng khiếu yoga, hình thể đẹp và kiến thức về bộ môn yoga. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước, hướng tới chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Bên cạnh đó, cổ vũ phong trào tập luyện và tuyển chọn vận động viên yoga tài năng tham dự các giải vô địch yoga toàn quốc năm 2023. Hiện công tác tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng mang đến một chương trình đặc sắc và ý nghĩa cho cộng đồng người yêu mến bộ môn yoga. Trang Travel Upbeat đã chia sẻ về du lịch Đông Nam Á và 4 điểm đến có giá cả hợp lý nhất cho những du khách Mỹ muốn tiết kiệm, trong đó có Việt Nam. Theo trang này, trong khi châu Âu và vùng Caribe đắt đỏ không còn là lựa chọn cho nhiều du khách có ngân sách hạn hẹp, thì Đông Nam Á vẫn là một điểm đến có chi phí hợp lý với mức chi tiêu không quá đắt đỏ. Việt Nam là một trong 4 điểm đến có giá cả hợp lý nhất. Theo trang Travel Upbeat, nếu nhiều du khách muốn có cảm giác như đang bước vào một câu chuyện cổ tích, hãy đến thăm những vùng quê của Việt Nam, là nơi có một số cảnh quan ấn tượng nhất ở Đông Nam Á. Du khách chắc chắn sẽ mang về nhà những bức ảnh đáng kinh ngạc. Tại Việt Nam, mức giá cho một số hoạt động chi tiêu đã được Travel Upbeat tính tại điểm đến thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, Gành đá Nam Ô thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong những ngày này, bãi đá rạn được phủ một màu xanh mướt của rêu biển. Cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú này đã đưa gành đá độc đáo này trở thành địa điểm thu hút người dân và du khách đến tham quan du lịch. Những hình ảnh về vẻ đẹp bình yên mà quyến rũ của gành đá Nam Ô cũng sẽ khép lại chương trình tạp chí văn hóa du lịch tuần này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 15 km, gành đá Nam Ô thuộc làng Nam Ô, quận Liên Chiểu. Khi thủy triều rút, bãi đá rạn phủ đầy rêu xanh hiện ra như dải lụa xanh mướt, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, thu hút khách tham quan trải nghiệm. Đó là một trong những cái trải nghiệm mà em tìm kiếm trong cái chuyến đi chơi của mình. Đấy, thì trời, thời tiết bây giờ đang rất là đẹp, cho nên là với lại cái nước rất là trong nữa, cho nên là em thấy là đây là một cái nơi mà rất là đáng để mình đi nếu như mà mình thích những cái phong cảnh đẹp cũng như là cái thiên nhiên nó trong lành. Những tảng đá với đủ hình thù kích thước khác nhau được phủ đầy rêu và nằm ẩn hiện trong làn nước biển xanh mát, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm trong ngày tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp cho nơi này. Vẻ đẹp quyến rũ bình yên và mang hơi thở của biển cả bao la đã níu chân du khách gần xa khi đến nơi này. Coi như là mình bất ngờ về cái cảnh đẹp nó, cái cảnh thiên nhiên của nó. Nói chung là nó nhìn nó nó hoang sơ nhưng mà nó có những cái vẻ đẹp gọi là mà không nơi nào có được, không nơi nào, phải nói là không có nơi nào có được. Ở đây có cái đặc trưng là rêu nước xuống khoảng sáng sớm là rêu phủ xanh các viên đá, và buổi chiều khoảng 5 giờ là nước sẽ xuống nữa, là đẹp nữa. Rất là đẹp, mỗi lần không có nước là những tảng đá ra màu xanh đẹp. Không chỉ thu hút du khách tham quan thưởng ngoạn mà bãi đá trạng mùa rêu xanh gần Nam Ô còn thu hút đông đảo giới nhiếp ảnh. Thời điểm này, trại sáng tác của các câu lạc bộ Hội nhiếp ảnh thành phố Đà Nẵng cũng gắn liền với nơi này. Ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp và truyền đi những thông điệp về bảo vệ thiên nhiên, môi trường, đời sống văn hóa cư dân làng chài cổ Nam Ô. Hàng năm chúng tôi là cô như thường sẽ đến đây để mà cô như ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Và đây là một cái gành đá mà coi như thể là rất là tự nhiên. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là tất cả mọi người, những người dân của thành phố Đà Nẵng hoặc là ở du khách đến với Đà Nẵng, thì thứ nhất là chúng ta phải bảo tồn cái văn hóa thiên nhiên tươi đẹp này. Nằm dưới chân đèo hải dân, gành đá Nam Ô gắn bó với người dân nơi đây với nghề đánh bắt hải sản và làm nước mắm truyền thống. Với vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ mỗi mùa rêu xanh, nơi này để lại nhiều ấn tượng đẹp với du khách khi đến với thành phố biển Đà Nẵng.